Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người Kitô hữu chúng ta bắt đầu được mời gọi sống tâm tình mùa vọng. Mùa vọng là mùa trông đợi. Trước mắt, chúng ta trông đợi Chúa đến trong ngày lễ Giáng sinh với một tâm hồn được chuẩn bị cẩn thận. Và như thế cũng chưa đủ, thì nhân cơ hội của mùa vọng, giáo hội hướng lòng mỗi người tín hữu về ngày Quan Lâm, hay còn gọi là ngày trở lại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ đến trần gian lần thứ hai để phán xét con người. Ngoài ra, chúng ta cũng còn phải trông đợi Chúa đến với từng người trong ngày sau hết của đời mình. Vì thế, giáo hội muốn dựa vào đoạn tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng để nhắc nhớ cho mỗi người biết rằng Chúa sẽ đến với mỗi người rất bất ngờ. Cho nên chúng ta cần phải có thái độ luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi. Và mùa vọng luôn là mùa được nối kết với mùa Giáng sinh, kỷ niệm biến cố con Thiên Chúa làm người và ở giữa con người. Nhưng nếu như biến cố này không gợi lên trong chúng ta dư âm nào đó về việc ngôi hai Thiên Chúa được sinh ra, hay nếu như hồng ân cứu độ không mang lại một tầm quan trọng nào đó trong đời sống của mỗi người, thì thử hỏi, mùa vọng có ý nghĩa gì không? Cho nên thiết tưởng rằng, để sống trọn vẹn hơn mùa vọng năm nay, chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi, đâu là ý nghĩa của cuộc đời tôi? Những gì chúng ta đang tìm kiếm, đang khao khát, đang mong ước có làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn thật sự không? Hay cứ tìm được điều này, chúng ta lại chạy theo điều khác, và rồi cuộc đời cứ mãi là một chuỗi dài tìm kiếm không ngừng. Thử hỏi, Chúa Giêsu có phải là đối tượng chính trong sự tìm kiếm của chúng ta hay không? Hay chỉ là đối tượng mà mình tìm đến những lúc cần được sự an ủi, những lúc cần được sự chia sẻ mỗi khi bị thất bại trên đường đời? Nếu chúng ta không cảm nhận được Chúa Giêsu là lẽ sống, là niềm vui, là nguồn hy vọng của đời mình, thì làm sao có thể mong chờ cho đúng ý nghĩa được? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày đầu của năm phụng vụ mới, trong lúc gợi lại trước mắt chúng ta quang cảnh tươi sáng về ngày Chúa Quang Lâm, thì giáo hội không muốn để cho chúng ta cứ mãi sống trong ước mơ xa xôi, nhưng giáo hội đưa chúng ta về với cuộc sống và trách nhiệm hiện tại của mình. Giáo hội đã nhắc lại lời căn dặn của Chúa Giêsu: hãy tỉnh thức. Chúng ta cần phải sống cuộc sống hiện tại của mình trong sự tỉnh thức, nghĩa là không quên ngày Chúa đến. Chúa đến trong ngày tận cùng của thế giới, tức là ngày tận thế. Và Chúa đến trong ngày cuối cùng của đời mình, tức là ngày chết của mỗi người. Và vì hướng về Chúa Giêsu như thế, sẽ giúp cho chúng ta tích cực dùng thời gian hiện tại để chuẩn bị cho tương lai đời sau của mình. Nếu chúng ta theo Chúa chỉ cốt yếu tìm an ủi hoặc tìm sự an toàn trước cuộc đời đầy đau khổ, thì chúng ta chưa thật sự làm đẹp lòng Chúa. Nếu chúng ta theo Chúa để rồi lẩn trốn các trách nhiệm đối với xã hội, đối với anh chị em đồng loại, tức là chúng ta đang làm cớ cho người đời phê bình tôn giáo của mình. Đạo của chúng ta dạy rằng, Thiên Chúa thật sự giao cho mỗi người chịu trách nhiệm về thế giới này và về sự thành công của cuộc đời mình. Và thời gian hiện tại là thời gian quyết định đối với số phận đời đời của chúng ta. Mỗi giây phút qua đi là không bao giờ trở lại. Thời giờ Chúa cho ta sống ở trần gian là vô cùng quý. Đây là lúc chúng ta gieo mầm mống cho đời sống mai sau.
thiết nghĩ rằng chúng ta cũng nên thường xuyên tự hỏi mình sử dụng thời giờ hiện tại như thế nào. Người Kitô hữu chúng ta cần phải biết sống cuộc đời hiện tại một cách nghiêm túc. Chúng ta cũng cần cố gắng làm phận sự ở đời một cách hết sức tích cực, bởi vì đó là thánh ý của Chúa và cũng là hạnh phúc đời đời. Nhưng trên hết, chúng ta cần phải luôn hướng về Chúa Giêsu, bởi vì thế gian này tuy là rất tốt đẹp, nhưng không phải là quê hương vĩnh cửu của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa vọng là thời gian giáo hội đặt người Kitô hữu lại trong thái độ hy vọng, thái độ mong chờ và tỉnh thức. Người tỉnh thức là người luôn cố gắng và hăng say. Họ thực thi những gì là chân thật, là ngay chính và đáng quý chuộng, với tất cả nhiệt huyết, nỗ lực cần cù và không trì hoãn. Đây là thời gian giáo hội muốn chúng ta hướng về ngày Chúa đến một cách ý thức hơn. Nếu suy gẫm sâu hơn, tha thiết hơn lời mời gọi của Chúa, hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng. Chắc hẳn chúng ta không khỏi giật mình vì nhận ra những thiếu sót trong tương quan hàng ngày. Khi chúng ta chưa thật sự phục vụ được ai, mà chỉ thỏa mãn những gì hết sức riêng tư của cuộc sống. Hay vì những lời nói gây đau thương cho người khác, có khi đó là những lời nói ngay ý nhưng chỉ được bộc phát. Cũng có khi là những lời được cân nhắc hết sức chi li và toan tính cẩn thận. Quả thật, nếu chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Chúa và tỉnh thức thật sự, biết sẵn sàng phục vụ để những việc làm của chúng ta mang lại niềm vui cho nhiều người, những lời nói của chúng ta đem lại sức sống, đem lại sự cảm thông và an bình cho những người chung quanh, thì khi đó thật hạnh phúc cho chúng ta, bởi vì mọi sự được ở trong tình trạng sẵn sàng như Chúa muốn. Và Chúa có thể đến bất cứ giờ nào mà không phải lo sợ những gì bất ngờ xảy ra. Xin cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em một mùa vọng thật ý nghĩa trong tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng, để luôn chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong chính ơn gọi của mỗi người. Amen. Ngày Chúa đến ôi thầm bất ngờ, chẳng biết khi nào ngày nào ngày đến ra sao. Cho con tình thương chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, Chúa luôn bất ngờ đến để con đừng sống mù. Chúa đến ôi thần bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tình thương chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng mùa canh tân chính bản thân con, để con sẵn sàng sống an vui cho đời thêm tốt tươi hơn.
biết khi nào ngày nào ngày đến ra sao. Cho con tình thương chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến vươn lên của sông thiên con. Ngày Chúa đến ôi thần bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tình thương chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến vươn lên của sông thiên toàn. Khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tình thương chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến vươn lên của sông thiên toàn. Ngày Chúa đến ôi thần bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tình thương chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến vươn lên của sông thiên toàn.